Nào, cứ con siro ngắn dây. Thôi. Mày là cho con thôi. Hey, Igo. Igo sẽ nghịch nước à? Thôi. Mày là cho con thôi. Nào, không xù lông. Đưa dây mà con. Nào, cứ con siro ngắn dây. Thôi. Nguy hiểm quá, chó thả rồng mà lại con to như thế này. Cứ thả dây dài ra, hai dây hai con. Hey. Hey. Igo. Thôi, thôi, thôi. Thôi. Thôi mà ông mày này cho con. Thôi, thôi, thôi. Nào, không xù lông, đưa dây mà con này. Nào, giữ con siro ngắn dây. Thôi. Đi vào, đi vào, đi vào. Nguy hiểm quá, chó thả rông mà lại những con to như thế này. Những cái trường hợp như thế với con chó lạ, mình giữ ngắn dây con chó của mình và mình phải quát con chó lạ. Chứ không phải là để vào cái và nó lại bọn này nó còn đang cho con, nó không biết là nó lại nghĩ là nó lành như những con ở nhà, là chồm lên một cái để nô cái thì là con kia nó hiểu sai ý cái là bụp ngay. Xin chào tất cả mọi người. Mấy hôm trước đi dắt Siro với lại Igo đi ra hồ chơi ấy, thì lại một lần nữa gặp lại bạn Pitbull thả rông ở hồ. Hôm quay trực tiếp cũng như là hôm một hôm sau ấy nữa, cộng với lại mấy bạn cho ta được thả rông ở Hà Nội thì chó thả rông rất là nhiều, hay là các tỉnh ở phía Bắc. Thì mình làm cái video này để chia sẻ với lại mọi người, là những cái người mà yêu chó hay dắt chó đi dạo, để mà mọi người biết cách xử lý cái tình huống khi mà gặp các cái trường hợp các con chó thả rông mà nó không thân thiện. Thả rông thì thường đi vào cái địa bàn của chúng nó sẽ không thân thiện đâu. Để mọi người phòng tránh những cái trường hợp rủi ro nó xảy ra cho các con chó của mình, cũng như là các con chó thả rông, bởi vì khi nó phát sinh ra thì nó nhiều vấn đề lắm. Mình làm cái video này mà mọi người thấy hữu ích thì mọi người chia sẻ để mà cái thông tin được sẽ được nhiều người biết, biết cách để xử lý cái tình huống tương tự, đảm bảo an toàn cho con chó của chúng ta. Thì đầu tiên ấy, là khi mà chúng ta dắt chó đi dạo thì chúng ta có dây, chúng ta sẽ dắt dây, chúng ta sẽ thì chỉ thả con chó ở những cái khu vực mà có thể thả được thôi, không có người hoặc là đeo dọ mõm hoặc là gì đấy. Nhưng mà kể cả trong cái trường hợp là để đảm bảo an toàn cho con chó của chúng ta thì chúng ta luôn luôn chúng ta phải theo sát, tức là cái ánh mắt chúng ta luôn luôn phải để ý. Chúng ta dắt con chó đi chơi như là dắt trẻ con đi chơi, chúng ta phải luôn phải để mắt đến nó, chứ không phải là cho nó muốn chơi thế nào thì nó chơi. Và trong cái trường hợp mà nếu mà mọi người có thể là đeo dọ mõm theo như quy định ở những cái khu vực mà có thể thả được, mà mọi người đeo dọ mõm, mọi người cũng phải để ý cái con chó của mình. Bởi vì con chó của chúng ta thì chúng ta đeo dọ mõm để chúng ta thả, nhưng mà những con chó thả rông thì không ai đeo dọ mõm cả. Đấy là cái mà khi nó xô sát ra thì cái con chó của chúng ta nó sẽ bị thiệt. Thì cái câu chuyện, cái cách xử lý ở đây khi mà nó xảy ra cái tình huống giả sử như cái trường hợp của cái con Pitbull ở khi mà mình dắt Siro với Igo ra hồ, như mọi người xem ở trong video, thì đầu tiên đấy là cách xử lý chung, là đầu tiên là chúng ta sẽ phải giữ dây cái con chó của chúng ta ngắn lại. Dây của con chó của chúng ta sẽ giữ ngắn lại để làm gì? Một là chúng ta tránh được cái việc mà cái con chó của chúng ta nó nhào ra, nó gây cái sự hiểu nhầm hay nó gây cái sự kích động cho cái con chó thả rông, là đầu tiên.
Cái thứ hai nữa là khi chúng ta kéo con chó lại của chúng ta lại gần chúng ta ấy, thì con chó của chúng ta nó sẽ có thêm cái sự tự tin và cái sự chủ động nếu có xảy ra xô xát với những cái con chó được thả rông. Thì con chó của chúng ta nó ở gần chủ, nó sẽ nắm được cái quyền chủ động. Và cái thứ ba nữa là khi con chó chúng ta giữ sát dây lại người chúng ta, thì nếu trong trường hợp mà con chó thả rông vào những con kích động, nó chủ động, nó tấn công con chó của chúng ta, thì chúng ta có thể giơ chân, chúng ta sút. Bởi vì sao? Cái can chó dễ nhất là can khi mà chúng nó chưa đánh nhau, chứ không phải là khi chúng nó đánh nhau rồi ra gỡ, đánh nhau rồi nó hăng máu thì thôi. Nhất là một số giống mà nó bị kích động như là pitbull. Pitbull là nó kích động là cái hàm của con chó khi mà nó cắn vào ấy, là nó bị chuột rút. Cái cơ hàm nó bị chuột rút các bạn, chứ không phải là nó không muốn nhả ra đâu, mà nó bị chuột rút, nó cứng như thế này rồi nó muốn nhả ra nó cũng không có nhả được. Đấy là cái đặc tính của cái giống chó pitbull. Còn rottweiler ấy, nếu mà nó đánh nhau thì nó hăng máu thì nó kinh khủng khiếp, tất cả các giống chó nó đều như thế. Nhưng khi rottweiler mà nó có hai con cùng tấn công một cái con chó khác ấy, thì nó đánh nhau thì nó kinh khủng lắm các bạn. Mình can mấy lần sơ sẩy rồi, tức là phải là những người rất là dạn và là chủ chó thì mới dám vào can, chứ còn không thì đừng có nói chuyện vào can. Hai con chó 50 cân nó đánh nhau thì kinh khủng lắm. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây ấy là chúng ta bây giờ là chúng ta đang muốn là các con chó của chúng ta sẽ không đánh nhau. Muốn không đánh nhau ấy thì cái cách xử lý là, đầu tiên khi thấy có con chó thả rông mà nó tiếp cận cái con chó của chúng ta, thì nếu chúng ta đang cầm dây, chúng ta sẽ kéo ngắn dây lại để con chó của chúng ta đứng sát được người. Và trên cái tinh thần là cái chân của chúng ta là luôn luôn phải có cái tinh thần là chuẩn bị sút nếu mà con chó thả rông nó chủ động nó tấn công. Còn con chó của chúng ta đã cầm dây rồi thì nó sẽ không có tấn công được. Nhưng nếu cái con chó thả rông mà vào những con nó hung hăng, nó chủ động nó tấn công, thì chúng ta sút luôn. Sút luôn trước khi nó cắn được con chó của chúng ta. Cái đấy là chúng ta có thể chủ động được. Và để làm được điều ấy thì mọi người phải giữ được bình tĩnh. Mọi người phải hiểu là trong cái tình huống mà có một cái gì đấy đe dọa cái con chó của chúng ta ấy, thì chúng ta chính là cái sự tự tin của con chó. Chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta có giúp được nó hay không thì chưa biết, nhưng chúng ta bình tĩnh đã là con chó của chúng ta nó có tự tin và nó có sự chủ động. Còn nếu mà khi mà bản thân chúng ta nó cảm nhận được nhịp tim, mà bản thân chúng ta mà e ngại hay là như thế này thế kia, thì cái con chó của chúng ta nó bị hoang mang. Bởi vì sao? Bởi vì đội có hai người, một chó một chủ, mà con chó thả rông nó đi lại mà chủ lại sợ, đấy là một cái sự vô lý. Thì trong cái trường hợp khi mà chúng ta phát hiện ra con chó thả rông nó áp sát, tức là chúng ta chưa cần biết là cái con chó được thả rông ấy nó có thân thiện hay là nó hung hăng ra để mà nó nhận cái khu vực đấy là cái khu vực lãnh địa của nó, thì việc đầu tiên chúng ta nên làm là chúng ta kéo dây con chó của chúng ta lại sát người chúng ta. Nếu mà nào cái con chó nhỏ chúng ta, mà nào những cái giống chó nhỏ, thì tốt nhất chúng ta bế nó lên tay là việc đầu tiên. Nếu mà con thả rông là con to hoặc là ngang cỡ, là chung việc đầu tiên là chúng ta với chó to là chủ yếu xô xát là với chó to, chứ chó nhỏ thì nó ít xô xát, bởi vì chó nhỏ thì nó thường nó không hung hăng như là chó to. Các cái giống chó to thì chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ kéo sát con chó sát lại người, và tinh thần chủ động ở cái chân. Nhưng đồng thời cái việc cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải quát. Nếu mà mọi người xem cái đoạn video khi mà con pitbull thả rông ấy nó tiến lại gần Siro Vigo, thì ngay lập tức mình sẽ quát ngay là không, sai, đi về. Đấy là quát rõ ràng như là quát một đứa trẻ nó đang làm sai một cái việc gì ấy. Và cái việc sai đây nó rất là nghiêm trọng, thì chúng ta phải quát như vậy. Và cái dấu hiệu để mọi người có thể nhìn được cái con chó nó tiếp cận cái con chó của chúng ta, nó thân thiện hay là nó hung hăng, là rất là dễ. Một, với những cái giống chó có đuôi,
đuôi nó sẽ vảnh lên. Nếu những giống chó không có đuôi thì nhìn cái lông lưng của nó, cái lông lưng nó sẽ bình thường nó xuôi như này, lông lưng nó sẽ dựng lên, nó sẽ dựng lên mức độ ít nhiều. Đấy là hai cái mà chúng ta có thể nhìn được, một là cái đuôi nó vảnh lên và hai nữa là cái lông lưng nó dựng lên. Còn nếu mà trong những trường hợp với những cái giống chó nhỏ thì cái thường là cái xô xát đánh nhau giữa hai con chó nó ít xảy ra, nhiều với các giống chó to như các giống chó nhỏ như poodle chẳng hạn là cái lông nó xoăn thì cũng không có nhìn được. Nhưng mà với poodle thì mình cũng chưa thấy nó có xô xát theo kiểu như thế, nhưng với các giống chó to thì rất là nhiều. Nhưng tất cả các giống kể cả từ golden, labrador, rốt, doberman, pitbull, bully, tất cả các giống đấy hay là kể cả chó ta, mình vẫn luôn luôn, nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy khi nó có một cái gì đấy mà nó đề phòng, nó đe dọa nhau là lông lưng nó sẽ xù lên. Nếu có đuôi nó sẽ đồng thời nó vảnh đuôi lên nữa. Là đấy là trên cái tinh thần là con chó nó đang không thân thiện. Cái tiếp cận của nó là tiếp cận để đe dọa mọi người nhé, chứ không phải là tiếp cận thân thiện làm bạn liếm láp nhau đâu. Làm bạn liếm láp nhau nó sẽ vẫy đuôi và nó không có xù lông. Xù lông đấy là cái con chó nó đe dọa. Thì nếu mọi người để ý ở trong cái video của Siro và Ego lúc hai đứa nó 7 tháng hay 8 tháng gì đấy, thì khi gặp con pitbull thả rông thì còn bản thân con pitbull nó tiếp cận là nó đã xù lông nhé. Nếu mọi người để ý cái lông lưng này, mọi người sẽ thấy là nó xù lông, nó không có tiếp cận thân thiện. Và Siro cũng xù lông, Ego cũng xù lông, không có nào thân thiện cả. Nhưng cái nguyên tắc là chó thì nó như nó với cái con chó, nó coi cái con người chúng ta ấy, cũng như kiểu là người lớn hơn. Con chó bản thân nó, chúng ta coi nó như là một đứa trẻ con để chúng ta đối đãi. Chúng ta sẽ coi con chó như là một đứa trẻ con để chúng ta đối đãi, thì con chó nó cũng coi chúng ta như là một cái người lớn để chúng ta đối đãi. Thành ra là các bạn không phải sợ các cái con chó ở bên ngoài. Các bạn hãy quát nó, khi mà nó sai, quát, đi về, đuổi thẳng cổ luôn. Hay là không, hay là lùi lại, hay là sai, hay là đi. Đấy, quát là mọi cái, những cái đấy là chúng ta sẽ quát rất là rõ ràng, dứt khoát, như quát một đứa trẻ con nó làm sao, chúng ta có thể hiểu là như vậy thôi. Thì đồng thời với cái việc quát và việc kéo sát dây các con chó của chúng ta lại, người chúng ta, đấy là cái an toàn cho con chó của chúng ta, tăng thêm sự tự tin cho nó, tăng thêm sự chủ động cho nó, và tăng cả sự chủ động cho chúng ta nữa, trong trường hợp có thể giơ chân lên vút phát xong. Không có bao giờ cắn được nhau nếu con chó của chúng ta mà ở gần chúng ta. Bất kỳ một con chó nào nhào từ bên ngoài và chúng ta đều có thể sút được hết. Sút để mà can nó ra thôi chứ không phải là để đánh nó nhé. Nhưng mà thà sút nó còn hơn là để cho chúng nó đánh nhau. Đấy, mọi người phải hiểu như thế. Còn khi đã sút rồi, một đứa trẻ con nó sai mà nó bị phạt ở cái mức độ nặng như thế thì chắc chắn là nó sẽ đi, chứ nó không có bao giờ tấn công lại. Đấy là mọi người có thể yên tâm chắc chắn 100% là như vậy. Đồng thời là cái việc chúng ta cần làm nữa là chúng ta gọi là chém gió, mồm to quát to quát mang tính chất nghiêm khắc thì cái con chó nó sẽ sợ. Tất cả những cái con chó nó đều coi chúng ta là người lớn. Đấy, mọi người hiểu được cái một cái nguyên lý đơn giản là như vậy. Nhất là khi mà nó không có chủ của nó bên cạnh và nó ra một cái chỗ công cộng, nó thả rông mà không phải nhà nó, nhưng đấy là cái địa bàn nó quen thuộc nhưng không phải là nhà nó, chúng nó biết nhé, chứ không phải cho nó không biết đâu. Thì khi mà chúng ta đi ấy, là chúng ta quát là nó sẽ biết sai, còn khi về nhà nó thì đừng có quát nó. Đó, khi về đất nhà nó thì nó là đất có thổ công, sông có hà bá, là đấy là cái địa bàn của nó rồi, thì đừng có quát nó hay là ở gần chỗ nó. Nhưng khi ở bên ngoài là chúng ta quát là tất cả các con chó thả rông nó đều sẽ sợ. Thì mọi người nhớ hai cái cách xử lý an toàn. Đầu tiên là khi thấy có con chó lạ nó tiếp cận thì ngay lập tức là kéo con chó của chúng ta lại sát, và chúng ta cũng theo dõi cùng cái con chó lạ ấy, nó xem nó tiếp cận như thế nào. Hai nữa là tinh thần luôn luôn phòng thủ, khi kéo sát là luôn luôn phòng thủ. Và thứ ba nữa kèm theo là quát, tức là có hai việc thôi: một, kéo sát lại vào phòng thủ; hai là quát để nó sai, để mà nó
đi về cái chỗ nó cách tránh xa của con chó chúng ta ra để nó không có xảy ra va chạm. Còn trong trường hợp những con chó nó quen nhau, nó thân thiện thì ok cho chúng nó chơi với nhau, không vấn đề gì. Nhưng với các giống chó to và nhất là hai con đực với nhau, khi nó trưởng thành rồi thì đừng nói chuyện nó chơi với nhau không có đâu. Nên là khi chúng ta nuôi các giống chó to như là rốt hay là pitbull hay là doberman hay là các cái giống khác mà cái mang cái tính chất cái lãnh thổ nó cao, mà chúng ta nuôi con chó đực, gặp con chó đực thả rông bất kỳ giống nào khác, chúng ta phải luôn luôn có tinh thần đề phòng. Đề phòng cho cả con chó của người ta nữa, nếu nó là con chó nhỏ nha mọi người nhá. Còn đề phòng cho cả con chó của ta và cả con chó của họ, nếu hai con nó cùng cái thể trạng thi đấu. Đấy, không cho chúng nó thi đấu. Thì hoặc là kể cả chúng ta muốn cái, chúng ta dắt con chó cái đi chơi, nếu nó gặp một con chó cái khác nó cũng có thể nó bụng nhau ngay. Hoặc nó gặp một con đực khác, một con đực thả rông đi qua địa bàn của con đực thả rông, nếu con cái của chúng ta là một cái con cái tính cách của nó cũng quyết liệt thì vẫn có thể đực với cái đánh nhau. Đấy là mọi người sẽ phải lưu ý, và cái tinh thần là luôn luôn chúng ta đề phòng trước, là chúng ta dắt con chó đi như dắt trẻ con đi, chúng ta nhìn trước ngó sau chứ chúng ta không có phải là cứ đường ta đi đâu. Khi mà nuôi con chó, dắt con chó đi thì nó là như thế. Còn khi nó xảy ra thì đấy là có hai cái cách để mà mọi người xử lý, là chắc chắn là sẽ ok, sẽ thành công thôi, sẽ không có bao giờ xảy ra cái vấn đề xô xát gì. Còn như ở trong cái video dắt con Siro với con Igo đi ấy, mà mọi người xem thì đúng lúc là mình lại quay về quay lưng, đang quay chó về cái hướng ngược lại, cho nên là không có nhìn được là con pitbull nó áp sát lại. Chứ nếu mà nhìn được ấy thì mọi cái sự nó sẽ chủ động hơn, chứ nó không như ở trong cái video là đến lúc mà nó áp sát lại thì lúc đấy mới kéo sát dây lại. Còn lẽ ra ấy, nếu nhìn thấy nó áp sát lại chúng ta sẽ kéo dây lại từ trước. Nhưng đấy là cái cách mà xử lý mà nó vẫn ok được. Cái việc chúng ta quát là các cái con chó thả rông nó cũng sẽ hiểu. Con chó của chúng ta nó được cổ vũ, nó tự tin, nó chủ động hơn. Và các cái con chó thả rông nó cũng sẽ hiểu. Ở Việt Nam chúng ta thì không tránh được chó thả rông ở chỗ nào vậy. Nên là mọi người chúng ta, ai mà nuôi chó mà dắt chó ra ngoài thì chúng ta nên biết cái cách xử lý để không xảy ra xô xát rồi chó quánh nhau. Một là cái con chó nó bị đau, nó bị thương, nó phát sinh này kia. Hai nữa là chó quánh nhau sau đây kéo đến người, phức tạp lắm. Tốt nhất là tránh nó ra. Thì hy vọng là cái video này hữu ích với mọi người. Nói hơi dài dòng một chút, muốn chia sẻ luôn với mọi người để mà chúng ta dắt chó thì chúng ta sẽ tránh được các cái rủi ro khi mà chúng ta cho con chó của chúng ta đi chơi. Video hữu ích thì mọi người chia sẻ nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.